Nơi đâu? Cho em xin gửi tới là chào trân trọng mà đến toàn thể các bác chiêu đô trên miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 25 tháng 7, thì em có 26 chủ đề băng cassette giới thiệu đến các bác. Và đây toàn bộ là băng tiếp 2 có nhé. Băng tiếp 2. Đấy. Đều là phôi băng, là phôi băng một nước của Nhật. Tuyển chọn để thu âm cho các bác. Đấy. Thì ngày hôm nay thì em cũng bán với cái giá rất là ưu đãi để các bác sở hữu. Đấy. Thì chỉ có những cuốn băng băng chỉ có những cuốn băng mà 90 phút này thì bên em tính tiền là 140.000. Còn lại thì dưới 90 phút bên em tính giá là 120.000 một cuốn. Đấy. Tùy các bác chọn lựa. Và bác nào mà mua từ 3 cuốn và chuyển đủ tiền thì shop sẽ bao ship. Còn bác nào mà mua từ 10 cuốn trở lên thì shop sẽ tặng kèm một cuốn. Đấy. Và còn bác nào mà nhận hàng thanh toán thì cộng thêm 30.000 tiền ship giúp em. Đấy. Nhận hàng các bác cứ test kiểm tra lỗi gửi lại bên em đổi cuốn khác cho các bác nhé. Đấy. Rồi, cuốn thứ nhất đây là cuốn nhạc chức 75 của Chí Linh. Đây là tiếng hát Chí Linh 1. Đúng không? Thì làm tiếng cuốn TDK DG 90 phút này. Còn những bài hát sau thì bác chụp lại để bác quan sát nhé. Bởi vì em đọc thì nó mất nhiều thời gian lắm, 26 chủ đề cơ. Đấy. Cuốn này thì 140.000. Tiếp đến là một cuốn nhạc chức 75 của Thanh Tuyền. Đấy, tiếng hát Thanh Tuyền. Để làm pin cuốn Maxell XL2 90 phút này. Đấy, Thanh Tuyền 1. Đây có những bài hát sau. Thì cái này cũng có giá là 140.000. Thì còn lại là đều đồng giá là 120.000 hết không nhé. Đây là một cuốn up 3 18 bài hát trên băng Sony 70 phút Sony rất là đẹp. Bài hát đấy ạ, có nhìn 120.000 nhé. Cuốn Nếu đời không có anh làm trên cuốn Soli GIG màu vàng rất đẹp 54 phút này băng tiếp 2. Đấy, đừng nói hát đây hát của Quang Lê Duy Trường Hương Thủy Hạ Vi đấy, Mai Thiên Vân Như Quỳnh Trường Vũ đấy, rất nhiều sĩ hát nhé. 120.000. Tiếp đến là một cuốn Cuộc tình lỡ Đôn Hồ và Khánh Hà hát nằm trên cuốn TDK C50 phút. Và mình mới hát sau. Đây là những tình khúc Ngọc Ngọc Trọng và Mai Nguyễn Đôn Hồ và Thanh Hà hát vụ rất là hay 120.000. Thế đấy là một cuốn Như Quỳnh Em vẫn hoài yêu anh làm trên cuốn 64 phút của ASEAN đồng băng bút 2 này rất đẹp của ASEAN nhé. Thì bộ này gồm có 11 bài hát. Đấy, như Quỳnh hát nhé. Đấy, giá 120.000. Tiếp đến là một cuốn Thương về miền Trung của Đan Nguyên làm trên cuốn băng 60 phút của Soli 2 nhé. Đấy, gồm có 10 bài hát đây. Đấy.
Xin lỗi nghe máy thì ạ. À, tiếp đến là một cuốn của Evit Phương, viết giết người trong mộng, làm trên cuốn UD2 64 phút này. Đây còn có 12 bài hát đấy ạ. $120.000. Một cuốn lối lại tình xưa, Ngọc Huyền và Đặng Thế Luân hát, cái cuốn ASEAN DG 64 phút này. Gồm có 12 bài hát. Tiếp đến là một cuốn của Mạnh Quỳnh, 10 tình khúc Mạnh Quỳnh. Đây là cái cuốn TDK CD 60 phút này. Đây còn có 10 bài hát nhé. Tiếp đến là một cuốn của Lệ Thu, huyền thoại Lệ Thu, SG 70 phút này. Đây. Cũng giá 120. Tiếp đến là một cuốn của Rau Linh Hương Lan Như Mai Hát, Ai Khổ Vì Ai, làm trên cuốn Soli 50 phút. Đấy. Thì gồm có 10 bài hát đây. Tiếp đến là một cuốn của Hoàng Oanh, Chuyến Đỏ Vĩ Tuyến, Chuyến Đỏ Vĩ Tuyến 1 nhé. Là trên cuốn Marcel UD2 90 phút. Cuốn này thì còn có 14 bài hát. Cuốn này có giá là 140.000. Thời lượng của nó 90 phút này. Đây là một cuốn Sao Anh Lỡ Thành Quên. 90 phút này. Gồm có 12 bài hát. Đây. À, cuốn này thì bên em tính 120.000. Tiếp đến là một cuốn liên khúc ASEAN, liên khúc tình yêu. Gồm có Trung Ngọc Lan, Trung Hành và Kiều Nga hát. Đây là một liên khúc rất là hay của ASEAN, làm trên cuốn Soli 16 phút này. Đấy. Giá 120.000. Tiếp là một cuốn Vùng Sức Mặt, Bikini Kỳ, có ba cây đa, Chí Linh, Duy Khánh và Tuấn Vũ hát, làm trên cuốn TDK SA 54 phút. Tiếp đến là một cuốn của Như Quỳnh, Như Quỳnh 2, rừng lá thay xưa, làm trên cuốn TDK 60 phút này. Rất là đẹp. Này. Gồm có 10 bài hát đây. Cũng có giá là 120.000. Tiếp đến là một cuốn Cho Vừa Lòng Em.
Đang lên cuốn CD 46 phút này. Gồm có 8 bài hát nhưng thực tế liên khúc ra thì nó phải là 10 hài, 10 bài các bạn ạ. Có Hoài Lâm này, Yêu Quỳnh Trường Vũ, Tuấn Vũ Hạ Vi này, Phi Nhung này. Đấy. Rồi đấy. Tuấn Quỳnh Ngọc Ngữ này, Mai Thiên Vân này, Thái Châu hát này. 120.000. Tiếp đến là một cuốn Nụ Cười Chua Cay của Chí Linh. Đấy. CD 2 54 phút. Đây, còn có những bài hát 120.000. Tiếp đến là hai chủ đề của Trường Vũ, một cái là Ly Rượu Đắng Cay, đây là bốn rất là hay, làm trên cuốn là 80 phút cơ, 80 phút của Soli. Đấy. Đây bài hát đây gồm có 12 bài hát đấy, giá 120.000. Tiếp đến là một album Nó Và Tôi của Trường Vũ. Đây là album thì rất là hay rồi. Làm trên cuốn Soli 55 phút. Đây. Album này thì nhạc đánh tê tái rồi. Lẩy tính tách rồi. 120.000. Rồi tiếp đến là một số album của Tuấn Vũ. Đây là một cuốn Những Tình Khúc Yêu Cầu. Tuấn Vũ. Làm trên cuốn Soli 50 phút này. Đấy. Còn có 10 bài hát đây. Đấy. 120.000. Tiếp đến là một cuốn Tiếng Hát Tuấn Vũ Chấn Tư. Đồng thời mời Tình Khúc Song Ngọc. Làm trên cuốn Tích Lích 46 phút này. Tiếp 2. Cuốn bằng lại rất ít có này. Mời bài hát nhé. Tiếp đến là một album Giọt Lệ Đại Trang. Này là album rất hay rồi. Làm trên cuốn 46 phút. Đấy, của Soli. Mời bài hát đây ạ. Rồi. Một cuốn Zumba Tuyệt Vời của Tuấn Vũ nữa. 60 phút này. Có 10 bài hát này. 120.000. Tiếp đến là một album của Tuấn Vũ, Bất Thủ 2. Rất là hay. Làm trên cuốn ASEAN 60 phút này. Đây, hát đây. Rồi em giới thiệu xong 26 chủ đề băng cassette. Bác nào có nhu cầu mua chủ đề nào thì liên hệ trực tiếp em với số máy là 0907 23269. Em ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Số điện thoại em để tiêu đề của video. Các bạn liên hệ trực tiếp hoặc các bạn Zalo với em đều được. Đấy, và em xin nhắc lại là bác nào mua từ 3 cuốn chuyển được tiền thì xuất sẽ bao ship, còn bác nào nhận hàng thanh toán thì cộng thêm 30.000 tiền ship em, và mua từ 10 cuốn trở lên chuyển đủ tiền xuất sẽ bao ship và tặng kèm thêm một cuốn băng. Đấy. Và các bác nhận hàng thanh toán thì cũng cộng 30.000 tiền ship giúp em. Đấy. Em xin phép được dừng video tại đây. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau.